gì đây? Hôm qua có cái gì đâu nhỉ? Đây, hôm qua tôi nói cho các bạn về các cái hình thức kinh doanh trên internet, thì tôi có nói rất là rõ về affiliate, đúng không? Thì tôi cũng nói cho các bạn biết affiliate là gì. Thì bây giờ tôi sẽ nói qua cho các bạn về cái khái niệm đơn giản nhất để các bạn hiểu về affiliate. Affiliate đó là cái hình thức kinh doanh trên internet mà các bạn sẽ bán hàng của người khác, bán hàng của người khác và nhận hoa hồng từ họ. Ở trong affiliate ấy, thì bạn chỉ làm một hành động duy nhất, đó chính là quảng bá cái sản phẩm. Và các bạn sẽ không cần phải lo lắng trong cái việc khâu vận chuyển hàng, không lo lắng trong việc khâu nhập hàng, không lo lắng bất kể một khâu nào hết, và chỉ lo lắng đúng một khâu, đó chính là marketing mà thôi. Thế thì trong affiliate nó có hai loại sản phẩm mà hôm qua tôi nói. Thứ nhất đó là sản phẩm vật lý, và thứ hai đó là các loại sản phẩm số. Thì các loại sản phẩm vật lý là loại sản phẩm theo kiểu là cầm nắm được. Có nghĩa là sao? Ví dụ như là điện thoại hay máy tính hay là xe cộ hay là kể cả bát đĩa hay là cái con chuột máy tính thôi, hay là cái thiết bị mà các bạn đang đang sử dụng ấy. Bất kể cái gì mà nó có giá trị về vật lý thì nó đều là sản phẩm vật lý. Còn những loại sản phẩm số đó là những loại sản phẩm mà chúng ta không thể cầm nắm được và nó có giá trị về thông tin. Nó có giá trị về thông tin. Ví dụ như là Word, ví dụ như là cái phần mềm GoToMeeting, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là một bài hát, nó cũng chính là sản phẩm số. Ví dụ như là một video, một cái cuốn ebook, hay là phần mềm, hay là tool, hay là bất kể cái gì đấy mà nó chúng ta không thể cầm và nắm nó được, thì nó đều là sản phẩm số, đúng không ạ? Thì sản phẩm số và sản phẩm vật lý nó khác nhau ở cái đó là giá của nó. Sản phẩm vật lý thì cái lợi nhuận biên của nó rất cao, từ 1 cho đến 25%, rất là thấp, từ 1 cho đến 25%. Có nghĩa là sao? Cái giá khi mà bạn bán một sản phẩm ấy, cao nhất mà bạn có thể hưởng đó chính là 25%. Đấy. Còn với sản phẩm số thì bạn có thể hưởng với cái mức hoa hồng đó là 40%, 100%, thậm chí là có những sản phẩm trên 100%. Và cao nhất hiện tại nó đang là cập nhật, vừa mới cập nhật xong mới hôm qua, đó là 400%, có những sản phẩm lên đến 400%. Có nghĩa là bạn bán một nhưng mà bạn ăn bốn, đúng không? Kể cả bạn mua thì bạn vẫn lãi một, tức là bạn mua để bạn sử dụng thì bạn càng lãi. Đấy, thì sản phẩm số nó như vậy. Tại sao nó lại khác nhau như vậy? Bởi vì là khi bạn sản xuất ra một sản phẩm vật lý, bạn sản xuất một, bạn sẽ bán một. Còn sản phẩm số, bạn sản xuất một lần nhưng nó sẽ có rất nhiều các phiên bản khác nhau và có thể bán được nhiều lần. Đấy, bởi vì sản phẩm số nó là thông tin mà. Thì vật lý, sản phẩm vật lý còn phải vận chuyển, còn phải sản xuất, còn phải nhân công. Nhưng sản phẩm số chỉ cần một cái máy tính thôi là bạn có thể tạo ra một sản phẩm số rồi. Và chỉ cần khách hàng download về phát, và download bạn sản xuất ra một lần nhưng mà rất nhiều hàng nghìn khách hàng download về để họ sử dụng và họ trả tiền dịch vụ cho bạn, thì đó chính là cái ý nghĩa của sản phẩm số. Tiếp theo đó là email marketing, video marketing. Thì hôm qua tôi nói là hai hai cái này, thì thực chất là đối với affiliate thì nó có dùng rất nhiều các cái cách marketing khác nhau: Facebook marketing, YouTube marketing, email marketing, viral marketing, vân vân, rất nhiều. Thì hiện tại tôi đang sử dụng hai phương pháp này. Đó. Đúng không ạ? Đấy, thì tôi đang sử dụng hai phương pháp này. Thế thì hôm qua tôi cũng nói cho các bạn về một cái khái niệm, đó là cái khái niệm về 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 kinh doanh trên affiliate, thì quy trình thì nó là như nào. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho các bạn qua cái quy trình đó để cho các bạn hiểu. Thì như chúng ta sẽ hiểu các cái khái niệm sau đây trước đã. Đầu tiên, khái niệm đầu tiên đó chính là traffic. Traffic, đúng không ạ? Traffic này. Cái khái niệm thứ hai đó là danh sách khách hàng. Cái khái niệm thứ ba đó chính là bán hàng, bán
Affiliate. Đấy, tôi nói những cái ngôn từ nó vô cùng dễ để cho các bạn hiểu. Thì trong cái traffic này thì thường thường ấy, khi mà các bạn có một cái đường link affiliate thì khi mà ví dụ như ở trên Lazada đi, bạn đăng ký affiliate ở trên Lazada đi, bạn có một cái đường link sản phẩm ở đó, mà khi mà bạn bán thì bạn sẽ được ăn hoa hồng. Đấy, thì tôi ví dụ lấy một cái sản phẩm cái nồi cơm điện đấy đi. Yeah. Thì cái đường link này nó sẽ có cái mã hóa của cái tài khoản của bạn. Và khi bạn bán nó, khi mà khách hàng mua cái qua cái đường link có mã hóa đấy thì bạn sẽ được hoa hồng từ cái sản phẩm này. Đúng nào? Thế thì thường thường chúng ta sẽ sử dụng cách như sau. Đây là cách phổ biến nhất mà 90% những người làm affiliate hiện tại đang làm. Đó là gì? Copy đường link này, sau đó đem lên Facebook dán vào cái tường của mình. Sau đó là nói một vài câu, và bảo mọi người mua mua đi các thứ hay như nào đấy. Hay là lập website ra xong rồi dán lên xong rồi là như nào, xong rồi bảo mọi người vào mua đi. Thì hay là đưa lên YouTube xong rồi làm video các thứ cũng bảo mọi người vào mua. Thì cái đấy nó là cái phương pháp, là phương pháp kéo traffic đi thẳng vào affiliate luôn. Tức là như này, kéo traffic và sẽ đi thẳng vào affiliate luôn. Đúng nào? Thì đây chính là cái cách làm của bạn. Thế thì cái cách làm của tôi thì tôi không hề làm như này. Thực chất là tôi đã xuất thân từ cái affiliate, nhưng mà affiliate ở nước ngoài cho nên là nó rất là bài bản. Nó sẽ không đi theo kiểu như này. Tức là khi mà các bạn post một đường link lên group Facebook này, lên các group khác nhau này, đi spam này, xong rồi đưa lên YouTube, đưa lên Facebook cá nhân này, cố gắng hay là đưa lên web để cố gắng người khác mua, thì cái điều đó là khách hàng sẽ không mua, bởi vì khách hàng sẽ không tin các bạn, không tin vào sản phẩm và không tin là sản phẩm này có thể giải quyết vấn đề. Và đơn giản nữa, đó là ở Việt Nam thì người ta mua hàng online không bằng ở nước ngoài. Nước ngoài mua hàng online rất nhiều, nhưng mà Việt Nam thì cái số lượng mua hàng online nó chỉ là đang tăng lên thôi, nhưng nó vẫn rất ít. Cho nên là lại còn đi mua qua đường link của bạn nữa thì nó còn ít hơn nữa, hiểu nào? Cho nên chúng ta cần phải biết cách để làm. Thế thì tôi sẽ làm theo cái phương pháp, đó là tôi sẽ tạo ra, đầu tiên là tôi cũng dùng cái traffic này để tôi tạo ra cái danh sách khách hàng đã. Sau đó, sau khi tôi tạo ra danh sách khách hàng, tôi sẽ đưa cái đường link affiliate vào danh sách khách hàng này thì nó mới ra tiền được. Thế thì traffic này tôi sẽ kéo nó vào đây, affiliate tôi sẽ kéo vào đây, tôi sẽ có một hệ thống chăm sóc ở trong này. Chưa? Đó. Thì tôi sẽ cho các bạn biết traffic là gì. Thì đơn giản các bạn hãy tưởng tượng này, traffic đó chính là lưu lượng truy cập. Nếu mà dịch ra thì traffic đúng nghĩa của nó chính là lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập trên internet đó chính là có bao nhiêu người truy cập vào cái trang của bạn, trang web hay là trang Facebook hay là trang YouTube hay là trang Google. Thì đấy chính là cái lượng traffic, có bao nhiêu người thì đấy chính là cái số lượng traffic. Thì cái số lượng traffic này càng lớn thì càng nhiều người biết đến sản phẩm của bạn, các bạn hiểu không nào? Đấy. Còn link affiliate thì cho biết rồi đúng không? Thế thì nhưng mà traffic ấy, thì đa phần đó là traffic lạnh, tức là họ chả biết mình là ai cả. Đấy. Thế thì cái việc của tôi đó là gì? Tôi sẽ biến họ thành cái danh sách khách hàng của mình, tệp data của mình. Đấy, thì trong traffic này tôi sẽ ghi cho các bạn hiểu hơn một chút về traffic. Ở traffic này nó gồm có này, ví dụ như là Facebook group này, hay là YouTube này, mạng xã hội đi, tôi nói chung là mạng xã hội nhá, tôi nói chung là mạng xã hội YouTube này, các kênh ví dụ như là website này đó, hay là quảng cáo này. Thì đây mà rất là nhiều nữa. Thì đây chính là cái nguồn traffic. Đây là những cái nơi mà các bạn có thể lấy được cái nguồn traffic, nguồn khách hàng lạ. Ví dụ như là bạn post một cái đường link affiliate lên các cái nơi này thì rất nhiều traffic sẽ truy cập vào. Đấy, có một điều là đó là cái tỷ lệ mua của họ là không lớn thôi. Đúng không? Thế cái danh sách khách hàng này đó là cái gì? Đó chính là cái tệp danh sách khách hàng, có tên, có tuổi, có địa chỉ, có số điện thoại, có
có tất cả các thông tin và mình biết họ và họ biết mình, được chưa? Và họ là đăng ký và họ muốn tham gia vào, họ muốn tham gia vào, họ có nhu cầu thực sự. Hãy nhớ nhá, đây là các điều kiện. Thứ nhất là họ phải có nhu cầu này, thực sự họ phải biết mình này, và mình phải biết họ này, và phải có sự giao tiếp hàng ngày, giao tiếp thường xuyên, được chưa? Thì trong cái nhu cầu các thứ này, thế thì trong danh sách khách hàng thì chúng ta sẽ lưu vào đâu? Không phải là chúng ta sẽ lưu ra giấy, đúng không nào? Chúng ta không phải là lưu ra giấy, mà là chúng ta sẽ lưu ra một cái tệp khác, ví dụ như là bạn bè trên Facebook này. Đấy chính là một tệp, ví dụ như là những người sắp ví dụ như là những người là trong group ấy, group Facebook của cá nhân mình nhá, không phải của người khác. Ví dụ trên này nó là Facebook group Facebook của người khác, nhưng mà ở đây nó group Facebook của mình. Một cái nữa đó là tệp data email. Thì hiện tại tôi đang có rất nhiều email, tôi đang có khoảng hơn 100.000 email. Cái số lượng email hoạt động thường xuyên đó là khoảng 40.000 email là hoạt động thường xuyên, tức là họ luôn luôn check mail, hôm nào cũng check mail luôn. Đấy. Data email này, hay là ví dụ như chatbot này, data chatbot. Thì đây chính là những cái nguồn, đây chính là những cái nguồn mà các bạn có thể lưu trữ cái danh sách khách hàng của mình. Nhưng nó phải có đáp ứng được điều kiện, đó là họ phải có nhu cầu thực sự vào về cái sản phẩm của mình. Họ phải biết mình biết họ, và chúng ta phải giao tiếp thường xuyên. Thì như vậy thì nó mới gọi là danh sách khách hàng được. Nếu không giao tiếp thường xuyên thì họ sẽ biến thành một cái nguồn traffic lạnh, và họ quên mình, không biết mình là ai nữa. Ok, thì tôi muốn nói một chút, bởi vì trong cái buổi webinar này, đây không phải là buổi webinar nâng cao, đây là một buổi webinar cơ bản. Có rất nhiều người chưa biết đến những cái điều này, và tôi cần phải nói, đúng không ạ? Thì yên tâm, bạn yên tâm là tôi sẽ nói rất là nhanh thôi. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần chính. Rồi. Bạn bè Facebook này. Thế thì làm sao để chúng ta có thể là biết được họ? Thì bây giờ nó mới đến phần chính này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái phần chính. Đó là làm sao để họ biết được mình biết được họ, và làm sao để họ có thể đi từ một cái người lạ đi, họ lại tham gia vào cái tệp email này, tham gia vào tệp chatbot của mình, đúng không? Làm sao để có thể làm được điều đó? Ví dụ như chúng ta affiliate cho một sản phẩm giảm cân, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm sao để thu hút họ, để họ biết rằng mình có thể giải quyết được vấn đề cho họ, thì họ mới tham gia vào mình, có đúng không nào? Thế thì làm sao để cho họ biết là mình có thể giúp họ đây? Thì thường thường cách của tôi đó là gì? Tôi sẽ tặng cho họ một món quà. Ở đây tôi sẽ tặng cho họ một món quà. Món quà. Đúng không nào? Một món quà. Bởi vì họ đang có vấn đề, mà tôi tặng cho họ một cái món quà, mà cái món quà đấy nó còn giải quyết vấn đề cho họ nữa. Thì họ sẽ biết mình, họ sẽ tham gia vào mình, và họ sẽ nhớ mình, và chúng ta có cơ hội để giao tiếp thường xuyên, và từ cơ hội giao tiếp thường xuyên đấy chúng ta có thể bán được rất nhiều các sản phẩm khác nhau nữa, đúng không ạ? Ok, tiếp theo bây giờ tôi sẽ nói đến phần chính. Thì hôm trước thì có những bạn hỏi rằng là làm sao để có thể tạo ra cái món quà này, làm sao để có thể tạo ra món quà này. Thế tôi cho các bạn xem về một số ví dụ. Món quà ở đây chúng ta sẽ làm về món quà như thế nào. Quà ở đây là món quà này. Quà tặng khách hàng trong ngách affiliate đi.
Hôm nay tôi có hứa với các bạn rằng là tôi sẽ giúp cho các bạn trong cái việc đó là trong cái việc tôi sẽ giúp cho các bạn trong việc chọn sản phẩm. Đấy, chọn sản phẩm và chọn là cái nguồn nguồn khách hàng này. Sau đó là chúng ta mới 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 đến cái phần 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 tệp này. Ok thì bây giờ nhá. Thì như vừa nãy đúng không? Chúng ta đã làm rõ với nhau về cái việc sản phẩm vật lý và sản phẩm số. Thì nếu mà các bạn đã làm affiliate thì kiểu gì cũng phải làm sản phẩm số thì nó mới có giá trị cao được, lãi nó mới cao và về nhiều được. Đấy, thì bán có bạn bán gì thì ví dụ như là tôi đang chuẩn bị bán cho Unica Edumon. Thì đây là hai cái mà tôi sẽ bán trong thời gian tới. Thì trước giờ thì tôi toàn bán ở nước ngoài thôi. Trước giờ tôi toàn bán ở Clickbank, CG hay là Amazon. Nhưng mà bây giờ là sẽ quay về thị trường Việt Nam bởi vì thị trường Việt Nam đang bắt đầu nóng lên với các cái ngành về sản phẩm số. Thế thì ở trên hai cái trang này nó có rất nhiều các cái khóa học khác nhau làm sao để chúng ta có thể bán được nó. Đúng không? Làm sao để chúng ta có thể bán được nó. Ví dụ một bây giờ là ví dụ như là kinh doanh mỹ phẩm online đi. Thì bây giờ là cái xu hướng về kinh doanh mỹ phẩm online nó vẫn có, nó rất là lớn và rất nhiều người đang quan tâm về nó. Thế thì với một khóa học này chúng ta không cần phải sản xuất ra, chúng ta có thể bán được nó, đúng không nào? Thì đơn giản là các bạn tự tự lên đây, các bạn tự đăng ký và tự gọi là các bạn tự đăng ký về 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 về, về bên Unica để các bạn có đường link các bạn bán nó. Thì tôi muốn nói rằng là các bạn hãy chọn những loại sản phẩm mà hiện tại nó đang hot trên thị trường. Ví dụ như những loại sản phẩm theo kiểu là ví dụ như đợt vừa rồi bây giờ chắc là không hot nữa, nhưng mà cái đợt vừa rồi đó là cái đợt mà các cái đồng coin đúng không, các cái đồng coin mà nó lên rất là ghê gớm, nó là rất là hot, thì cho nên là chúng ta có thể là bán những cái kiểu như là các đồng coin này đấy, ví dụ như là khóa học của Văn Thiện Hỷ đấy, chúng ta bán các cái loại như thế này đúng không, các loại sản phẩm này thì rất là nhiều người quan tâm. Thử xem có cái gì nhá, xem có gì liên quan đến coin không. Đây, rất nhiều. Đây. Chơi coin này, các thứ này. Đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải biết rằng là cái xu hướng thị trường là nó đang đi từ đâu. Ở khi mà bắt đầu vào tôi muốn nói một cái điều rất quan trọng như này nhé, về một cái tư duy về chọn sản phẩm. Khi bạn kinh doanh bên ngoài không phải kinh doanh trên internet thì ấy, bạn thường thường là bạn sẽ phải cần có sản phẩm trước, sau đó bạn mới cần tìm đến khách hàng, đúng nào? Hãy nhớ nhá, đây là hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất đó là gì, khi các bạn kinh doanh ở bên ngoài ấy, bạn sẽ cố gắng làm sao để tìm ra một loại sản phẩm rất là hot, sau đó là bạn sẽ quay 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 lại và bạn sẽ cố gắng để tìm ra khách hàng để bán sản phẩm đấy. Đấy, thường thường là như vậy. Ví dụ như là những ai bán hàng online họ sẽ thường là đi sang tìm nguồn hàng Quảng Châu, xem xong rồi tìm các cái nguồn hàng rất là rẻ để có thể bán được cái lãi cao, sau đó là khi mà nhập hàng về rồi và bắt đầu là đi 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 marketing để cho đi bán nó. Đấy, thì đấy chính là cái cách làm bên ngoài. Nhưng với trên internet thì chúng ta không cần phải làm như vậy. Trên internet tôi luôn luôn là tôi sẽ xây dựng cái tệp khách hàng này trước. Tôi sẽ xây dựng tệp khách hàng này trước khi tôi bán bất cứ sản phẩm gì. Được không ạ? Tôi sẽ xây dựng một tệp khách hàng có điểm chung và sau đó là tôi sẽ bán nó. Và sau đó là tôi mới tìm ra cái sản phẩm mà bởi vì khi mà tôi xây dựng khách hàng nếu mà nó rất là nhanh, khi mà nó nhanh ấy thì chắc chắn là thị trường tiềm năng, và khi mà tôi nếu mà thị trường tiềm năng tôi ném sản phẩm nào lên kiểu gì người ta cũng mua, đúng nào? Thì đợt vừa rồi tôi có một cái tài khoản mà tôi mới lập ra, đó là tài khoản về Getapon. Thì tôi cho các bạn xem là cái vấn đề về Facebook ấy, thì năm vừa rồi á, những ai mà đang làm về Facebook thì năm vừa rồi là cái đợt vừa rồi là cái đợt mà Facebook nó thay đổi thuật toán. Thế thì tôi chỉ trong một vài ngày thôi tôi đã kiếm được khoảng khoảng 3 4 ngày thôi, nhưng mà tôi đã kiếm được khoảng tầm 500 lít.
Thì tôi có rất nhiều tài khoản email marketing, thì tôi sẽ cho các bạn xem một trong số những tài khoản email marketing này. Rất nhiều. 500 khách hàng này. Đây, ví dụ như là cái này. Cái này. Thì chỉ trong 7 ngày thôi. Thì chỉ trong 7 7 ngày thôi. Đây, cái tài khoản này tôi mới lập ra đây. Đây, cái này chiến dịch này mới lập ra và chỉ trong khoảng bao nhiêu ngày nhỉ? Khoảng 6-7 ngày. Đúng khoảng 5-6 ngày thì tôi đã tìm được 454 lead. Và cái ngách này nó là cái ngách mà cập nhật thuật toán Facebook, tức là trong này người ta chỉ quan tâm đến đến cái việc cập nhật thuật toán Facebook thôi. Đấy, và tôi chưa biết phải bán cái gì trong này cả. Đấy, tôi chưa biết phải bán cái gì trong này cả, mà tôi chỉ biết rằng là có người đang quan tâm về cái này, có người đang quan tâm. Và đấy, thì nói chung là cứ mỗi ngày trôi qua là có khoảng một 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 vài chục người tham dự. Và tôi có một hệ thống chăm sóc khách hàng như vậy. Đấy, thì tôi nắm rõ được rằng là cái xu hướng thị trường họ đang cần cái gì, họ đang cần gì, có một cái sự thay đổi gì trên đấy trên trên thị trường, có một cái sản phẩm gì mới ra, thì đơn giản đó là gì, tôi sẽ thu hút khách hàng trước. Sau khi thu hút xong, ví dụ sau khi thu hút xong, cái việc của tôi là gì, tôi sẽ tìm ra sản phẩm nào mà đang chạy trên thị trường, tôi ném lên và thế là tôi bán được, đơn giản vậy thôi. Đấy, thì các bạn biết rằng là hiện tại tôi đang giữ khoảng 5 tài khoản GetApp, và mỗi một tài khoản tôi giữ khoảng khoảng 10.000, khoảng mười mấy nghìn lít đó. Thì đấy chính là cái hướng mà các bạn cần làm, tức là cái tư duy thứ nhất là gì, thường thường là các bạn sẽ cố gắng để đi tìm sản phẩm trước, đúng không ạ? Lên ví dụ lên bán cho Unica, chúng ta sẽ lên Unica xem sản phẩm nó hay hay bán chạy, xong rồi là chúng ta sẽ bán trước, chúng ta sẽ lấy đường link xong rồi đem đi bán. Nhưng mà cái tư duy khác mà tôi muốn mang lại cho các bạn đó là chúng ta sẽ xem trên thị trường đang hot cái gì, chúng ta sẽ xây dựng nó đã, sau khi xây dựng xong chúng ta bán nó. À, tôi đương nhiên tài khoản email marketing đương nhiên là có phí rồi. Cái tôi chỉ sử dụng email marketing thôi. Còn các bạn có thể lựa chọn các cái phương pháp khác, ví dụ như là group Facebook, đó cũng chính là một cái loại data riêng của mình. Bạn bè Facebook đó cũng chính là một loại data riêng của mình. Data chatbot cũng là một loại data. Thì ba cái này đều là ba cái miễn phí. Nhưng mà riêng cái email thì nó là trả phí. Nếu mà bạn chưa có tiền thì tốt nhất là dùng ba cái kia. Còn nếu mà có tiền rồi thì đầu tư data email, thì tôi thấy là data email vẫn là ok nhất. Bởi vì đúng rồi, email thì thường thường là tôi sử dụng cái phần mềm mà tốt nhất mà tôi sử dụng ấy, đó là Infusionsoft. Nếu mà có tiền thì nên sử dụng cái đấy, còn không có tiền thì dùng GetApp được. Nếu mà muốn thử nghiệm một cái thị trường nào mới dùng GetApp, còn nếu mà muốn dùng lâu dài thì dùng thì khi mà cần lâu dài thì dùng Infusionsoft. Thì đấy là cái lời khuyên mà tôi đã làm, không cần phải viết tiếng Anh. Cái ok nhất đó là Infusionsoft nha. Ok, bây giờ tôi sẽ nói về cái công dụng này. Ok nhá. Nghe nhá, bây giờ không hỏi nữa. Bởi vì những cái câu hỏi các bạn nói ấy, các bạn hỏi ấy, thì tôi đều chuẩn bị nói đây. Không cần hỏi nữa. Ok, như này. Không phải là tôi cứ tặng quà cho họ là họ sẽ mua của tôi đâu. Được không nào? Không phải là tôi cứ tặng quà cho họ là họ sẽ mua của tôi đâu.
tôi tặng quà cho họ, nhưng tôi còn phải xây dựng mối quan hệ nữa. Các bạn hiểu nào? Từ một chuyển sang một người mua hàng thì nó là cả một quá trình. Nhưng khi mà đã chuyển sang một người mua hàng rồi thì mình bán cái gì họ cũng sẽ mua, được không nào? Chính vì vậy tất cả những cái công việc mà các bạn cần phải làm trong marketing 80% đó chính là biến khách hàng lạ trở thành người mua hàng. Vậy thì khi mà tôi tặng món quà này cho họ, họ sẽ biết tôi. Nhưng không có nghĩa là họ biết tôi là họ sẽ mua hàng của tôi, mà họ cần phải quen tôi, họ cần phải tin tưởng tôi thì họ mới mua hàng của tôi. Thế thì cái việc mua hàng này nó được xây dựng qua mối quan hệ. Mối quan hệ tin tưởng. Mối quan hệ tin tưởng. Thì trong cái mối quan hệ tin tưởng này thì các bạn biết là khi mà tôi tạo ra data chatbot này, tôi sẽ có một hệ thống để tôi chăm sóc khách hàng, để cho họ cái mối quan hệ tin tưởng giữa tôi và khách hàng sẽ ngày càng tăng. Data email cũng như vậy, group Facebook cũng như vậy, bạn bè trên Facebook của tôi cũng như vậy. Tất cả những bạn bè trên Facebook của tôi chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, và không phải ai cũng sẽ kết bạn được với tôi. Và tôi lọc bạn bè liên tục hàng tháng, hàng ngày. Mặc dù bạn bè của tôi chỉ có 1.000 thôi, nhưng tất cả những bạn bè đều có thể là mua hàng của tôi bất cứ lúc nào. Group Facebook như vậy. Thường thường khi chúng ta lập ra một group Facebook để chúng ta bán hàng, nhưng sau một thời gian cái việc tương tác giữa chúng ta và khách hàng không còn nhiều nữa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không bán được hàng nữa, và dần dần group Facebook sẽ không không hiệu quả nữa. Đấy, data chatbot cũng vậy. Đấy, chính vì vậy mà các bạn cần phải là liên tục chăm sóc khách hàng, đúng không nào? Đây là từ khóa chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng. Thì tôi chăm sóc như thế nào? Đó là tôi sử dụng các công cụ, các tool, công cụ và tool. Thì các công cụ và tool thì gồm có, ví dụ như chatbot, tôi dùng chatfuel.com. Nếu ai quan tâm, nếu ai thích thử nghiệm thì cứ vào mà thử nghiệm nó. Group Facebook tôi dùng Plus24, được không nào? Còn bạn bè trên Facebook thì tôi dùng thủ công. Bạn bè trên Facebook thì tôi dùng thủ công. Tôi dùng Chatfield, Plus24, Infusionsoft. Tôi dùng một vài phần mềm khác, ví dụ như là Zapier. Các bạn hãy ghi tất cả những từ khóa mà tôi mang lại cho các bạn vào. Tôi dùng GetApp nữa. Tôi dùng cái ClickFunnels. Ở Việt Nam thì tôi dùng Ladipage, Leadpage. Đây là tất cả những cái phần mềm mà tôi đang dùng. Tôi dùng Bchick24. Đó, rất nhiều. Đấy, và hàng tháng là tôi phải trả tiền cho những cái này. Thì đương nhiên là tôi có tiền thì đương nhiên tôi sẽ trả nó. Nếu các bạn chưa có tiền thì cái tốt nhất đó là như này. Các bạn hãy cứ cứ đi theo cái lịch trình của tôi. Đó là gì? Bước đầu tiên hãy dùng cái Ladipage trước và GetApp trước. Ladipage và GetApp, đây là hai cái mà các bạn cần dùng trước, đúng không ạ? Plus24, Chatfield, đây là hai. Chatfield là phần mềm miễn phí. Plus24 100.000 một tháng mà thôi, để các bạn có thể nuôi được cái group Facebook của các bạn, đúng không nào? GetApp 300 một tháng, 300k một tháng. Ladipage khoảng 800k 3 tháng,
dùng tẹt ga, bi trích 24 miễn phí, đúng không nào? Còn mấy cái như kiểu Infusionsoft, bao giờ có tiền kiếm khoảng nghìn đô thì hãng dùng, ClickFunnels cũng thế, vài nghìn đô hãng dùng. Đấy, thì không nhất thiết các bạn phải dùng tất cả cái này, nhưng khi nào mà công việc kinh doanh trở lên tuyệt vời thì chúng ta sẽ dùng. Đây chính là những cái công cụ mà tôi đang dùng. Còn một phần mềm nữa, nhưng mà các bạn phải có website cơ thì mới dùng được. Đó là phần mềm về landing page, đó là phần mềm về cái gì nhỉ? Về Instabuilder. Có WordPress thì Plus 24 là chúng ta dùng để nuôi tài khoản Facebook, nuôi tài khoản Instagram, nuôi tài khoản Zalo, nuôi tài khoản Google cộng. Đúng không nào? Công dụng của Getpon đó là email marketing, chăm sóc khách hàng. Tất cả những cái này là dùng để chăm sóc khách hàng nhé. Và chăm sóc khách hàng ở đây đó là chăm sóc khách hàng tự động. Hãy nhớ cái từ đó là tự động. Đúng không nào? Hãy nhớ đó là tự động. Thì các bạn biết đấy, làm sao để tôi có thể một ngày mà tôi có thể nói chuyện được với cả 40.000 người, làm sao tôi có thể làm như vậy mà khách hàng của tôi đa số là những khách hàng Mỹ, khách hàng ở châu Âu là chính đấy, và Việt Nam thì rất ít. Thế thì làm sao để tôi có thể là suốt ngày tôi nói chuyện với họ được, làm sao để suốt ngày nói chuyện, bàn tán và giải quyết vấn đề cho họ, đúng không nào? Thì tôi phải có một cái hệ thống và nó giải quyết cho tôi vấn đề đấy. Đó là hệ thống chăm sóc khách hàng tự động. Đó là tôi đã cài đặt tất cả những cái cần cài đặt trên này rồi, và nó sẽ tự hoạt động, tự chạy, tự chăm sóc khách hàng cho tôi, và tôi không cần phải làm điều gì khác ngoài việc cài đặt nó cả. Các bạn hiểu không nào? Và tất cả những phần mềm này nó sẽ giúp cho tôi tự động bán hàng, tự động chăm sóc khách hàng, tự động nói chuyện khách hàng, tự động trả lời, tự động đặt lịch, tự động, nói chung là tự động nhiều thứ lắm. Và hiện tại là tôi chỉ nói qua về các cái đấy thôi. Thế thì bây giờ ấy, là tôi sẽ đến cái phần đó là tôi sẽ nói cho các bạn biết cách để tạo ra một cái món quà. Đây là cái cơ bản trước đã, được không? Mấy cái kia thì nâng cao quá. Thì bây giờ nói cái cơ bản trước đã. Thì cái món quà này làm sao để chúng ta có thể tạo ra nó. Thì tôi đã nói món quà đó là gì? Món quà chúng ta không thể tặng bằng vật chất được. Món quà thì chúng ta phải tặng về các cái món quà theo kiểu là sản phẩm số, bởi vì nó rất là rẻ, đúng nào? Và chúng ta chỉ cần sản xuất nó một lần thôi, mất công sản xuất một lần nhưng mà chúng ta có thể là bán được rất nhiều lần. Chúng ta có thể bán được rất là nhiều lần. Thì trong sản phẩm số này nó gồm có gì? Thứ nhất là ebook là cái thông dụng nhất này, video này, audio này, dùng thử phần mềm này. Cái gì ấy nhỉ? Còn một vài cái nữa. Thẻ giảm giá. Mua thử kiểu như thế. Thì đây là những cái sản phẩm số mà các bạn nên có. Thì tôi sẽ nói cho từng cái loại như này. Đúng rồi, voucher đấy, đúng rồi đấy. Thì tôi sẽ nói về cái việc mua thử. Nếu mà các bạn làm trong cái ngành, đó là ngành vật lý, sản phẩm vật lý, thì các bạn mới dùng đến cái sản phẩm mua thử ấy thôi. Sản phẩm dùng thử voucher thôi. Thẻ giảm giá nữa thì mới cần thôi. Còn nếu mà trong ngành ngành về sản phẩm số thì không cần. Dùng thử phần mềm, nếu mà ai mà đang bán phần mềm thì cho họ dùng thử. Họ dùng thử thì họ thấy nó hay thì họ sẽ mua tiếp, đúng không nào?
Tôi hiện tại tôi cũng đang phát triển về một phần mềm về về Facebook. Audio chúng ta có thể lấy trên internet rất nhiều, hoặc là chúng ta có thể tự đọc ra một cái audio để họ có thể cài đặt vào máy của họ. Ví dụ như là họ sẽ nói sách nói, họ sẽ có cái sách nói. Thì sách sách nói ví dụ như là sách nói về kinh doanh, sách nói về nấu ăn, sách nói về gia đình, sách nói về con cái, về dạy con, về 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 rất nhiều thứ. Thì chúng ta khi mà chúng ta xây dựng ra một tệp khách hàng nào thì chúng ta cần có sách nói như vậy. Nếu mà có cũng được, không có cũng được, nhưng mà chúng ta có thể chọn các cái khác, ví dụ như video hoặc là ebook, đúng không nào? Thì audio ấy là các bạn có thể là đọc một cuốn sách, sau đó ghi âm nó lại tặng cho khách hàng. Đấy chính là một cái món quà rồi. Đó cũng chính là một món quà rồi, đúng không nào? Video thì sao? Chúng ta có thể tạo ra một video tự quay. Tự quay. Ví dụ như là bán trong ngành 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 giảm cân đi, thì chúng ta tự quay cái cách là mà chúng ta giảm cân như thế nào, hay là cách người khác giảm cân nào. Chúng ta có thể lấy trên mạng cũng được, nhưng mà nó lại không phải của mình thì khách hàng sẽ không 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 quan tâm mình. Chúng ta có thể là nhờ người bạn thân, xong rồi chúng ta giới thiệu về 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 người đấy, và họ sẽ biểu diễn trên video cho chúng ta xem. Hay là cách để chăm con, thì cách cho con ăn như thế nào, thì chúng ta sẽ có các cái video để chúng ta hướng dẫn cho khách hàng của chúng ta cách, những cái giải pháp. Nói chung tất cả ở đây nó gì, sản phẩm số là nó phải mang lại giải pháp cho khách hàng. Thì đó, thì đấy chính là những cái mà liên quan đến sản phẩm số. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách để làm sao tạo ra một cái cuốn ebook, đúng không nào? Các cái kia thì các bạn sẽ không thể tạo ngay được, bởi vì nó sẽ rất là nhiều cái công đoạn. Nhưng với ebook chúng ta có thể tạo ngay lập tức, rất là đơn giản thôi, tạo rất là nhanh. Thì tôi bây giờ tôi sẽ tạo cho các bạn xem. Bây giờ là sẽ tạo bây giờ tôi tạo ra nhá, sau đó là các bạn sẽ học cách tạo, và các bạn tạo ra một cái, xong các bạn tự xây dựng một thị trường riêng của bạn, đúng không nào? Ai ghi lại thì ghi nhá, không ghi lại thì bởi vì tôi không quay lại cái chương trình này. Chương trình này không phải là cái chương trình tôi quay lại. Ok, bây giờ nhá. Các bạn hãy ví dụ cho tôi một sản phẩm đi. À, về tôi chọn sản phẩm đi cho nó hay. Bây giờ tôi ví dụ trước cho các bạn về một sản phẩm mà tôi đang bán. Và tôi vừa mới xong cái phễu. Đó là sản phẩm này. Cải thiện thị lực. Bí quyết giúp người cận thị cải thiện thị lực từ 2 đến 4 độ, từ 2 đến 4 độ cải thiện thị lực. Thì đây là khóa học mà giảng viên đây, đây là giảng viên. Người ta có các cái bài tập để có thể là giúp cho các bạn ấy có thể là giảm được cái thị lực. Tức là không bị mờ mắt nữa ấy, kiểu kiểu ấy, đúng không nào? Thì hiện tại tôi đang bắt đầu bán cái sản phẩm này. Thì bây giờ tôi cho các bạn xem cái ebook mà tôi đã sản xuất nó ra nhá. Xem nào, cái ebook để đâu? Ebook. Cuốn ebook của mình đâu nhá? Chắc là tại đây này. Ebook đâu? Đây, ebook đây. Đây là cái ebook mà tôi viết, đây là cuốn sách mà tôi viết. Tôi viết rất nhiều sách và đã rất nhiều người đang sở hữu sách của tôi. Thì đây là một trong những cái cuốn sách mà tôi đang viết. Đây là cuốn sách mà tôi đã viết ra 3 tuần rồi. À đây đây, để tôi lấy. Tôi viết từ Word ra mà. Đâu rồi?
thị lực đây đúng rồi, đây. Đấy, bật luôn trên máy cho nhanh. Đây, tôi biết viết bằng Word đây. Sau đó tôi chuyển nó thành PDF thì nó biến thành ebook thôi, đơn giản vậy thôi. Đó. Đúng nào? Thì giờ là trong cái cuốn ebook này. Thì tôi sẽ đây nhá. Cái bí quyết giúp người thận cận thị từ 2 đến 4 độ cải thiện thị lực nhá. Thì nó dạy cho người ta cách để làm sao có thể là dùng rất nhiều các phương pháp khác nhau để có thể là thay đổi, để có thể là giúp cho cái người tập luyện ấy, họ có thể nhìn xa hơn, cải thiện thị lực từ 2 đến 4 độ. Đây là cái lượng khách hàng của tôi. Tất cả những ai đang cận từ 2 đến 4 độ đều là khách hàng của tôi. Được không ạ? Thì đâu rồi, ebook rồi. Thì tôi sẽ tạo ra một sản phẩm mồi, đó là 3 tuần luyện tập hồi phục thị lực. Đúng không nào? Và trong cái 3 tuần luyện tập hồi phục thị lực này, cái hình ảnh này tôi lấy trên Google hết. Nội dung này tôi lấy trên Google hết. Tất cả các nội dung trong này tôi đều lấy trên Google hết, nhưng tôi copy về và tôi sửa nó đi theo ngôn từ của tôi. Tất cả ngôn từ này đều là ngôn từ của tôi. Các bạn hiểu không nào? Đây là tất cả những ngôn từ của tôi và tôi tự tự viết ra, tự viết ra. Đấy, tất cả những cái hình ảnh này tôi đều cover, tôi đều vẽ, tôi đều viết tất cả những cái này. Đấy, tất cả thiết thiết kế, tự thiết kế, tự căn chỉnh các thứ, tự hết. Đúng không ạ? Thì trong này nó có các cái bài tập về hồi phục thị lực này, nó có các cái phương pháp ăn uống này, phương pháp sinh hoạt này, làm sao để cho thị lực tốt hơn này. Đó, nó có phương pháp để ngủ, nó có phương pháp để ngủ, và đến cuối này tôi có một cái đường link mà dẫn ra sang Lazada, mà đường link này nhưng mà nó là chết rồi. Đó, để đây cho nó vui thôi. Đấy, khi mà ấn vào đây này thì khách hàng nó sẽ ra một cái trang, đó là cái trang trang sales page của tôi. Trang sales page đó chính là cái trang bán hàng ấy. Đây, trang bán hàng. Đây, Sơn Marketer đây, trang bán hàng của tôi. Thì trong trang bán hàng này tôi có rất nhiều thứ. Tôi đăng ký tại đây thì nó sẽ sang một cái phần, đó là gì? Đây, sang một cái trang thanh toán của Unica. Đấy, các bạn thấy không ạ? Trang sang sang trang thanh toán Unica. Thì ở đây nó sẽ có khách hàng sẽ điền tên vào đây, tên và email vào đây, điện thoại vào đây, và ấn tiếp tiếp tục thanh toán phát là xong, là mình có tiền rồi. Đó, bí quyết giúp người làm sao có trang thanh toán của Unica. Thì khi mà bạn lấy đường link ấy, khi mà bạn lấy đường link ấy, thì nó sẽ cho cái trang, cái đường link thanh toán của Unica đây này, nó có chữ coupon Sơn này, đúng không nào? Thì nó sẽ cho cái có cái đường link đấy cho mình, kèm theo cái coupon của mình. Thì khi mà khách hàng đi mua qua đây ấy, thì mình sẽ có tiền. Bấm link từ ebook nhá, đây nhá. Đây, sau khi người ta đọc hết ebook, người ta thấy hay, người ta sẽ ấn vào đây, click here đây, click vào here này, thì khi mà khách hàng click here vào thì nó sẽ ra cái trang này. Đây là trang về đúng không nào? Đây là trang của tôi, đây là trang mà tôi làm. Ừ, đúng rồi, trang trang đây là trang landing page mà tôi làm, đúng không ạ? Đây là trang landing page mà tôi làm. Trang này tôi sử dụng một phần mềm, đó là phần mềm vừa nãy tôi nói ấy, đó là phần mềm đâu rồi, phần mềm Instabui này,
Không 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 không. Trang đó là tôi làm bằng Instabui này. Không mất một đồng phí nào luôn. Đúng nào? Đấy, trang này tôi làm bằng Instabui này. Đấy, các bạn thích thì tôi cho các bạn xem tôi làm Instabui như nào nhá. Sâu hết luôn, tôi cho sâu hết cái sản phẩm này luôn. Đây, sao không vào được nhỉ? Mắt sáng học đường xem nào. Mắt sáng học đường đây. Không? Đây. Đây là cái mà tôi làm bằng Isabui. Ok chưa? Tất cả tôi làm đấy. Để tôi có thể căn chỉnh các thứ theo ý ý thích của mình. Đúng rồi, nếu mà các bạn dùng Instabui thì tôi vừa lấy tôi nói đấy là phải dùng WordPress thì mới làm được. Còn nếu mà không dùng web, nếu mà các bạn mà không 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 có website thì các bạn có thể là dùng các loại khác. Ví dụ là Leadpage hay là Ladypage hay là Getupon. Đúng rồi, xài blog. Blog thì không thể nào kinh doanh được, hãy nhớ nhá. Làm blog, làm kinh doanh doanh nhân thì không làm blog. Doanh nhân là phải làm WordPress, hãy nhớ như vậy. Đấy, thì tôi cho các bạn xem qua vậy thôi. Đấy thì cái nói lại cái ebook thì ebook với cái ebook này tôi làm ra một khoảng thời gian rất khoảng 3 ngày, 3 ngày là tôi làm xong. Tôi chăm chút nó vô cùng nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem những cái ebook khác đi. Tôi cho các bạn xem các ebook khác của các cái người bây giờ tôi cho các bạn xem các ebook khác của những cái người bạn của tôi đi. Không, không phải những người bạn mà là những người học viên của tôi nhé. Ví dụ như là học tiếng Anh này, xem đây ebook ông nào học tiếng Anh hiệu quả 3 tháng này. Đấy, các ông ấy cũng 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 làm ra một cái ebook này. Đấy, tập tập luyện đấy thì ebook này nó cũng chưa ok lắm về cái việc gọi là designer, nhưng mà cũng là ok rồi. Một số cái ví dụ như là về ví dụ như này thì các ông cũng làm ebook. Ok, không nói ấy nhá, không nói, để tôi nói, để im tôi nói. Lát nữa muốn nói gì thì cứ nói thoải mái. Đây. Có những ông bán tinh bột nghệ, các ông cũng làm ebook này. Đây là ebook của ông ấy. Đúng không nào? À, xem nào, rất nhiều ebook đấy. Ví dụ ebook này, ebook dạy hướng dẫn chơi trò chơi,
Đây là ebook của thầy tôi. Ebook hướng dẫn chơi trò chơi Evony. Thì ai ai chơi thì vào chơi, đơn giản vậy thôi. Đấy, cách chơi đấy, các bạn thấy không ạ? Thì dành cho những người đang đam mê cái trò chơi này thì sẽ rất tất cả những ai mà đang đam mê trò chơi này họ sẽ tham gia vào campaign. Ebook khác đi. Đây rất nhiều các ebook đây xem. Ebook này cũng là đây ebook dạy dạy bé đi nhanh à, tức là đi 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 sớm hơn. Dạy bé tập đi. Ebook về cấu hình máy. Bạn này thì bán về phần mềm. À không, không phải phần mềm mà là bán về máy, tức là máy chơi game. Thế thì các bạn thì sẽ tập trung khách hàng vào những cái người mà chơi game. Chơi game hồi đấy là game Liên Minh Huyền Thoại là rất là hot. Thì bạn ấy sẽ tập trung vào những cái loại đây chủ đề của bạn ấy là máy yếu nhưng vẫn muốn thực hiện highlight như Faker, quá đơn giản. Đấy. Thì bạn ấy sẽ làm cái ebook như thế này. Đúng nào, nói về ping biết các thứ. Đấy, nói về rất nhiều. Đấy, rất là kỹ, đầy đủ. Đấy, thì các bạn biết là ebook nó là như vậy đấy. Đây, có những bạn là bạn ý rất thích về du lịch và thể thao. Thì bạn ý đã tạo ra một cái ebook này. Sinh tồn nơi hoang dã. Đó. Đúng không nào? Đó, sinh tồn nơi hoang dã rất là hay. Thì bạn ấy bán được rất nhiều các cái sản phẩm này, các cái sản phẩm về du lịch, bán rất nhiều luôn, rất nhiều người mua, rất nhiều họ bạn ấy bán. Đấy, hay không? Nếu mà hay thì viết hay cho tôi cái để tôi giảng tiếp. Đấy, tôi có rất đang sở hữu rất nhiều ebook và những ebook quan trọng này. Đúng rồi. Bây giờ là khi ấy, mà mình có ebook rồi ấy, thì bây giờ là các ông mà muốn nhận cái quà tặng của tôi thì các ông phải kết bạn với tôi. Đúng không nào? Ví dụ như là các ông mà muốn tặng nhận quà tặng này của tôi thì ok, các ông phải kết bạn với tôi đã. Được không? Các ông phải là tham gia vào group của tôi đi. Phải tham gia vào group của tôi thì tôi mới cho các ông quà tặng này chứ. Các ông phải tham gia vào cái email của tôi hay là tham gia vào chatbot của tôi. Đấy. Thì các ông muốn thì ví dụ như là bây giờ là tôi đang để ở chế độ bạn bè nhìn thấy thôi. Thì bây giờ các ông muốn các ông phải kết bạn với tôi thì các ông mới nhìn thấy nó được. Thì sau khi mà nhìn thấy nó các ông có thể tải về thoải mái. Trong group này cũng thế. Tôi sẽ để quà tặng ở trong group Facebook. Các ông thích thì các ông vào nhận. Data email cũng vậy. Nếu mà các ông muốn là tôi sẽ gửi các ông quà tặng nhưng tôi chỉ gửi qua email thôi. Đúng nào? Data chatbot đấy, tôi sẽ gửi ông qua inbox. Ông phải ấn vào đây, ông mới nhận được inbox của tôi. Đúng không nào? Thì khi mà có cái đường link, khi mà có quà tặng thì cái tư duy mà chúng ta cần phải làm đó là như vậy. Ok. Có hướng content nào cho mỹ phẩm không ạ? Mỹ phẩm à? Mỹ phẩm thì thường thường nghe này. Nhưng cái người mà dùng mỹ phẩm ấy thường là con gái, đúng không? Con gái thì họ dùng mỹ phẩm là bởi vì họ muốn đẹp. Nhưng mà cái hậu quả của cái việc không đẹp là gì?
đó là có thể là chồng sẽ đi ngoại tình, có thể là bạn bè sẽ có thể là sẽ mất tự tin, bạn bè sẽ mất tự tin trước đám đông, sẽ mất tự tin với đối tác, thì như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Thì đấy chính là cái content mà bạn 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 sẽ cần phải viết cho cái việc bán mỹ phẩm, chưa? Đây là một cái công cụ khác nữa mà các bạn sẽ có thể là rất là dễ, có một công cụ khác nữa các bạn rất là dễ để có thể canva.vn. Đây là công cụ mà rất dễ để có thể làm. Quên mất canva.com, tự nhiên quên. À, com không phải con. Thì đây tôi có ebook trong này. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái thiết kế này. Tạo thiết kế là tôi sẽ tạo ra một cái kích thước là 1600 2000 600. Đây. Bây giờ muốn làm một cái thiết kế về đồ ăn đồ uống, bên này nó có sẵn hết này. Đấy, thì chúng ta chỉ cần đổi tên thôi. Ví dụ như là cẩm nang nấu ăn đi, cẩm nang nấu đồ đồ Nhật đi, ví dụ như vậy, là một cái ebook cho nó, ví dụ nhá, tôi đang ví dụ thôi, còn tôi sẽ không designer kiểu như này. Đấy, thì như này là chúng ta đã xong một cái bìa rồi. Thì trang trang thứ hai thì chúng ta viết gì? Trang thứ hai sẽ viết là ví dụ như bên này, nó có các cái thành phần, các bạn có thể kéo ra văn bản, ví dụ kéo ra là mục lục đi, mục lục này. Thì ở đây tôi sẽ có là các cái phần phần 1 là cái gì đấy, xong rồi phần 2 là gì đấy, phần 3, phần 4, và tôi có thể là lấy tất cả những cái nội dung này trên internet. Chỉ cần các bạn xác định được cái content mà các bạn cần làm, các bạn copy đưa lên internet Google, các bạn tìm kiếm là các bạn sẽ ra thôi. Rất nhiều. Sau đó chúng ta copy về Word. Copy về Word sau đó chúng ta chỉnh sửa sao cho mà nó cái ngôn từ rất là ok nhất có thể. Sau khi mà đưa thành ngôn từ của mình rồi, chúng ta sẽ đưa lên trên ebook chính.
đưa lên trên ebook, ebook chính với ngôn từ của mình, khách hàng sẽ nhớ đến mình hơn. Để tác giả, tác giả là tác giả của mình, đúng không nào? Ví dụ để đây là Lê Thanh Sơn đi, Lê Thanh Sơn. Đó, mục lục nha. Ví dụ trang tiếp theo copy cái gì đấy thì chúng ta chỉ cần chuyển dán ngay thôi, chỉnh cỡ chữ ở trên này. Cái những cái này là ở trên Google có hết thì chúng ta có thể tự lên Google mà tìm, không có gì khó cả. Đấy. Chúng ta kéo ra một ví dụ như là ở đây nó là phần phần 1. Phần 1 nói về cái gì đấy? Yeah. Phần 1 nói về cái này, thích thì có thể là đưa ảnh lên đây, ví dụ như đưa ảnh đồ ăn, đưa ảnh gì đây nhỉ, đưa ảnh này đi đấy, đưa lên đây, căn chỉnh như nào cho nó hợp lý, đúng không nào? Nó rất dễ. Ok, thì nó dễ như vậy thôi, nó chả có gì khó cả. Thì nội dung, cái khó nhất ở trong này đó là nội dung thôi. Đấy, designer làm sao để cho khách hàng vừa ý cái gì. Chúng ta cứ đưa cho tầm khoảng 10 người đọc thì người ta sẽ thấy, nhận xét cho chúng ta. Đúng không nào? Cái tool Canva này thì miễn phí nhá. Tool Canva miễn phí. Được chưa nào? Sau khi có rồi chúng ta tải về là đưa lên, up lên, tặng cho khách hàng, đưa lên driver, sau đó tặng cho khách hàng là xong. Rất đơn giản. Này, các bạn biết là tôi có rất nhiều các tool khác nhau, nhiều tool lắm, trong này vô cùng nhiều tool. Rất nhiều tool miễn phí và rất nhiều tool trả phí. Đây là tất cả những tài liệu mà tôi sử dụng để tôi viết viết content nước ngoài. Tôi chia sẻ với các bạn, tôi không biết một câu, một chữ nào tiếng Anh hết cả. Nhớ nhá, không biết một câu chữ nào tiếng Anh cả. Nhưng mà tôi nắm được tất cả những cái này. Đây là đo lường phễu này, đo lường phễu, cách để đo lường phễu, xem là phễu nó đang có vấn đề ở đâu. Domain này, chúng ta có thể chọn ra những cái loại domain chỉ có 5 ký tự. Đấy, chỉ có 5 ký tự, đây là những cái tool mà không có, rất ít người có thể có khả năng giữ được cái tool này. Rất nhiều tool ebook này, rất nhiều, trong này toàn ebook quan trọng, toàn ebook quan trọng trong marketing. Các loại background, clickbank thì tôi có hàng triệu email, rất nhiều, nhiều lắm ở trong này, không biết bao giờ nó mới hết. Nhiều vô cùng. Các ngách này, rất nhiều ngách. Ngách về coi, có coi. Ngách về blog, có blog. Ngách về gôn, có gôn. Như nào, rất nhiều. Ngách về em bé, có em bé luôn. Viết về em bé thì có cái content về em bé luôn. Email là tôi tự viết, sau đó là tôi sẽ dùng cái mẹo của tôi để tôi có thể là
là chuyển thể nó sang tiếng Anh. Chuyển thể sang tiếng Anh đúng ngữ pháp, đúng content, đúng văn hóa từng vùng miền một. Nhưng mà khi mà các bạn tiếp cận thì các bạn cứ làm thị trường Việt Nam trước đi, đúng không nào? Nhiều lắm, nói chung là nhiều. Tôi còn một cái máy nữa, nhưng mà cái máy đấy nó mới nhiều, máy này ít lắm. Ở trong này thì rất nhiều tool mà tôi lấy ở được ở trên 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 rất nhiều các ông thầy trên thế giới. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là tôi học tất cả các ông thầy, hiểu như vậy. Tôi học được tất cả các ông thầy nào tôi cũng học, không bỏ kể cả ông thầy, kể cả những cái thằng ngu nhất, những cái thằng mà kiểu như là nó tổ chức khóa học để gọi là lừa đảo thì tôi cũng học để tôi xem cách nó làm như thế nào và nó có thể giúp đỡ người khác, tức là nó có thể là thu hút được người khác thì tôi học tất. Cho nên là các bạn biết rằng là tất cả các khóa học ở Việt Nam, đa phần 90% những ông nào mà làm internet tôi đều có khóa học của ông ấy, kể cả những thằng thấp nhất hay những ông cao nhất thì tôi đều học những ông ấy. Cho nên tôi nắm được tất cả những cái tool, những cái phần mềm mà các ông ấy đang sở hữu. Chính vì vậy mà tôi mới đi nhanh được. Cho nên tôi nói thật các bạn, làm sao có thể là chỉ sau 1 năm mà tôi đã có thể kiếm được. Hôm qua những ai có những ai xem được cái mức thu nhập của tôi không? Hôm qua có những ai mà đã xem được các cái mức thu nhập của tôi mà tôi show ra cho các bạn xem? Ok, thì hôm qua tôi show rồi, hôm nay tôi không muốn show nữa. Hôm qua sâu nhiều rồi, hôm qua sâu rất nhiều rồi. Hôm qua sâu quá nhiều rồi, hôm nay không sâu nữa. Có tốn tốn rất nhiều tiền mà thì 1 tháng tôi có một quỹ riêng, có tôi có một quỹ riêng để tôi có thể mua khóa học. Có những khóa học mà mua xong để đấy, còn chưa đi học đến cơ, rất nhiều khóa học mua xong để đấy, còn còn chưa động đến, bởi vì chưa kịp học. Nhưng mà cứ thấy cái khóa nào mà cần phải có là sẽ phải có. Đây này, các bạn biết là làm sao tôi có thể đi nhanh như vậy, bởi vì nó có một cái bí mật, đó là tôi đã phải cái thời gian ngủ của tôi ấy, từ khi mà cái ngày khởi nghiệp của tôi là ngày 16 tháng 8 năm 2016, tức là cách đây 1 năm, hơn 1 năm rồi, 16 tháng 8 năm 2016, tức là cách đây 1 năm 4 tháng là tôi bắt đầu tham gia vào internet. Và các bạn biết khi mà các bạn vào trang cá nhân của tôi, các bạn sẽ thấy rằng là cái ảnh bìa của tôi này, ảnh bìa của tôi này, là các bạn sẽ hiểu là cái thời gian ngủ của tôi là lúc nào. Thì một ngày tôi chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng mà thôi, một ngày tôi chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng mà thôi. Thì tôi cũng đã viết ra một cái ebook, đó là ebook về ngủ ngắn. Nếu mà ai thích thì tôi có thể cho các bạn ebook về ngủ ngắn. Đây, tôi viết ra một cái ebook về ngủ ngắn này. Chưa nào? Làm là đấy, tôi sẽ rất nhiều người quan tâm về về cái này. Những ai làm internet ấy, thì họ đều quan tâm về 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 cái này. Làm sao để có thể ngủ ngắn hơn? Thì chỉ sau 3 tháng này, chỉ sau 2 tháng, hơn 2 tháng đầu tiên thì tôi đã có 400 đô đầu tiên. 2 tháng đầu tiên làm không có một cái kết quả gì cả. Chỉ biết là làm website xong rồi biết chạy một ít Facebook xong rồi biết làm một ít video up lên YouTube. Đấy, không biết SEO, không biết bất kể cái gì cả. Chỉ biết vẽ vẽ một vài cái ebook, tạo một vài ebook, làm một vài cái landing page, nhưng mà đấy chính là cái gốc mà tôi đã có một cái sự thành công như hôm nay và tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Đây, tôi cho các bạn xem một vài dòng thời gian hôm qua ai xem rồi thì ấy nhá, thì kệ nhá, còn chưa xem thì bây giờ xem. Đây, quay lại cái khoảng thời gian. Đây, team tôi này,
Team tôi có mấy team. Hiện tại tôi cũng đang có một cái công ty về marketing ở trên khu ở trên ngã tư Sở. Cái team này thì là team ở Khương Đình. Khương Đình. Còn một team khác là ở Khương Trung, một công ty là ở Khương Trung, công ty nó mới đúng hơn. Đấy. Đây cái thời này, cái thời này là cái thời mà bắt đầu tham gia vào internet này. Bắt đầu tham gia internet này. Ebook này. Đây là 420 đô đầu tiên mà tôi đã có được. Đó. 420 đô đầu tiên tôi có được từ internet. Là cái thời tháng 11 12 gì đấy. Cái hồi đấy còn không biết cách để rút tiền từ 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 internet về như nào, không biết rút từ PayPal về như nào. Đấy, thì đến tháng tầm tháng 5 2017 thì những cái con số này là những con số rất là bình thường. Hàng ngày đều có. Đấy, nó rút về tài khoản. Đấy. Nó cứ rút về nhìn liên tục như vậy. Đây, tháng đỉnh điểm cao rất là cao. Có những tháng như này rất nhiều. Đấy, đợt vừa rồi chơi 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 một tí cũng được 1.400. Anh cái người thầy quan trọng nhất của anh ở trong internet đó chính là Phạm Thành Long, đấy là người thầy quan trọng nhất của anh. Nhưng mà ai học internet kiểu gì cũng phải học Phạm Thành Long nó mới thành công được. Đúng rồi, Long PT. Còn các ông thầy khác thì cũng 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 rất là hay, nhưng mà các ông ấy chuyên sâu về kỹ thuật. Nhưng phải nói rằng như này này, khi mà các bạn có kỹ thuật thì kỹ thuật nó sẽ thay đổi theo thời gian. Kỹ thuật hôm nay các bạn làm nó đúng nhưng ngày mai nó sẽ sai, nó sẽ không còn đúng nữa. Nhưng khi các bạn học, là vì sao tôi lại thích học Long PT, bởi vì sao? Long PT không chỉ dạy kỹ thuật, Long PT còn dạy cái phương pháp làm cái lộ trình, cái phương pháp, cái bí kíp, tức là cái nó gọi là cái tư duy của một người kinh doanh internet là như nào. Đấy, thì nó mới như vậy tôi mới có cái cảm hứng mà tôi ngủ 2 tiếng một ngày để tôi có thể làm được. Thì cái tư duy thì nó sẽ đi theo mình mãi, nhưng mà còn cái kỹ thuật thì xã hội, thế giới mỗi mỗi lúc nó lại thay đổi một lần, chúng ta không thể theo được, hiểu không nào? Đấy. Thì nếu mà đã học thì hãy học Long PT. Đấy. Ví dụ như các khóa học của tôi cũng dạy rất nhiều về 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 cái tư duy, chứ tôi không dạy về cái tôi dạy ít, rất ít về kỹ thuật, nhưng mà đa phần là từ tư duy. Và tất cả những khách, những học viên mà tôi dạy họ đều kiếm được tiền hết, tất cả. Mảng đầu tiên tôi làm trên internet đó là mảng affiliate. Mảng affiliate nhá. Là mảng đầu tiên tôi làm trên internet. Các bạn biết là tôi có rất nhiều này, rất nhiều khóa học này. Bên này tôi có rất nhiều khóa học về 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 internet này. Rất nhiều. Nhiều lắm. Toàn là nhóm của tôi thôi. Tôi không join vào nhóm của người khác, tôi chỉ join nhóm nhóm của tôi thôi. Hiện tại là cả trong nước cả ngoài nước nhé. Nào, xem là có câu hỏi gì hay hay trả lời là từ đầu đến cuối nhá. Bây giờ có câu hỏi gì cứ hỏi đi thì còn trả lời. Xem nào. Làm sao để có 454 lít? Thì bạn tặng quà cho cái thị trường mà họ đang cần. Tôi tặng quà lên các group Facebook và họ rất cần. Và họ ngay lập tức họ tải về luôn. Họ không quan tâm, họ 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 rất là sẵn lòng họ tải về. Dụng này là gì ạ?
như kiểu muốn bán video tiếng Anh cho người vượt gốc thì anh sẽ chủ động thu hút một nhóm người sử dụng. Không phải. Nếu mà muốn bán khóa học tiếng Anh cho những người mất gốc thì phải có một cái ebook liên quan đến tiếng Anh chứ. Đang mất gốc tiếng Anh không có nhu cầu đúng không anh? Đúng rồi đấy, đang mất gốc tiếng Anh mà, nhưng mà những thằng mất gốc chưa chắc là nó đã có nhu cầu không, nhưng mà ví dụ như là mình kích thích nhu cầu của nó, ví dụ những người đang muốn đi ra nước ngoài ấy, thì nó sẽ rất muốn, hay những thằng mà chuẩn bị xin đi xin việc ấy, thì những thằng đấy rất muốn luôn, rất muốn học tiếng Anh. Auto gửi mail đúng rồi đấy. Builder là không mất tiền, miễn phí. Blogger là không nên dùng. Đầu tư một cái site mất vài trăm thôi. Xe mấy cái này được không á? Ok được. Nhưng mà inbox của tôi nếu muốn trở thành học viên của tôi đi thì các bạn sẽ được tất cả. Hosting free thì không nên dùng. Thà không dùng còn hơn. Chứ còn hosting free thì dùng làm gì? Doanh nhân thì không dùng free. Sau khi tạo ebook dẫn đường link khách hàng tiềm năng tiếp cận đúng rồi đấy, tạo ebook xong rồi là dẫn đường link tới content nào cho mỹ phẩm rồi nói rồi đúng không, content về bán thông đột bộ đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay thì nó liên quan đến cái sự sang trọng, sự gọi là những người gặp đối tác, ví dụ như đồng hồ nam đeo tay là bán cho những người mà kiểu như là đối tác hay là phong thủy, ví dụ phong thủy hay là đối tác hay là làm kinh doanh hay là gặp những người phải phải đi khách nhiều thì phải bán đồng hồ đeo tay. Trường hợp mình làm ebook sách, ebook về sách thì phải bán affiliate thông qua Tiki. Không, ebook về sách là để tặng cho khách hàng không phải là để bán, được chưa? Ebook là để tặng không phải để bán, là để đưa trực tiếp cho khách hàng chứ không phải là đưa lên Tiki, chả liên quan đến Tiki cả. Mình biết tiếng Anh mà lương của bốn trai đúng rồi, vì bạn biết tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh không mang lại cái gì cho bạn cả, bạn không vận dụng nó vào công việc kiếm tiền thì nó sẽ không mang lại cho bạn cái gì cả. Vừa tool gì mà toàn số, tool gì mà toàn số, cái tool đấy là cái tool về domain, tool để chọn domain, tool chọn domain. Email lấy đâu ra, email là người ta điền cho tôi ấy. 200 người muốn chơi coi. À, xem nào. Mua cả online cả trực tiếp nhá. Anh học thì anh học cả online cả trực tiếp luôn. Tất cả các khóa học kể cả online cả trực tiếp mua hết. Nét đầu tiên anh làm là thằng Clickbank và thằng Unica. Nhưng mà bây giờ anh không làm Unica nữa, bây giờ anh lại quay lại Unica. Ad có đi đâu học ở Amsterdam hay chỉ học online? Thời gian đầu làm full time. Tôi có một doanh nghiệp về kem và sữa. Nếu mà các bạn ăn kem ở Hà Nội, 30% cái số số kem đấy là do tôi bán. Nhưng tôi đã gác lại tất cả những cái doanh nghiệp đấy và tôi chuyển sang affiliate từ cái ngày 18 tháng 6, 16 tháng 8 đấy.
Thời gian đầu anh làm full time hay affiliate? Đấy, tôi làm từ sáng tới tối, từ sáng đến tối ngủ đúng 2 đến 4 tiếng ngày trong 2 tháng liên tiếp. Sau khi có tiền thì tôi ngủ đến 4 tiếng. Mạng lưới thế nào, mạng nào đây? Anh em nên đánh thị trường Việt Nam. Em cũng nhiều người cũng mạng khác rồi. Chưa thấy ai nói đúng trọng tâm như anh. Cảm ơn em. Nếu không có vốn á, doanh nhân thì phải có vốn. Không thể không có vốn được, kiểu gì cũng phải xoay vốn để mà làm. Nếu mà bạn đầu tiên bạn phải cái vốn ấy là quan trọng nhất, đó là đầu tư cho chính bản thân mình, đầu tư cho cái việc phát triển bản thân. Đấy là cái vốn quan trọng nhất. Còn những cái vốn kiểu tun tiếc các thứ, nó là cái vốn là cái cấp độ thấp thôi. Nó không quan trọng bằng cái việc phát triển bản thân. Làm sao để lọc ra được số lượng khách hàng tiềm năng giữa hàng nghìn người với nhu cầu khác nhau ạ? Đơn giản là bạn vứt lên. Ví dụ như là bạn đi câu cá đúng không nào? Bạn vứt thính xuống thì kiểu gì cá nó cũng bu đến đúng không nào? Đấy là những con cá nó có nhu cầu đúng không? Nếu mà thính của bạn mà dành cho cá rô thì cá rô sẽ có nhu cầu và nó sẽ đến. Nếu thính của bạn dành cho cá chấm thì cá chấm nó sẽ có nhu cầu đến. Đúng nào? Nếu mà thính của bạn dành cho những người muốn mua mỹ phẩm thì những người mua mỹ phẩm họ sẽ quan tâm đến 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 cái thính của bạn. Chưa? Thị trường các group Facebook đúng rồi. Đúng rồi, nếu các bạn không có vốn thì cái thời gian làm affiliate sẽ rất lâu, nhưng nếu có vốn thì sẽ rất nhanh. Đi nhanh lắm, vô cùng nhanh luôn. Mới bắt đầu website thì mua hosting nào ạ? Mới bắt đầu làm website, nếu mà không có tiền thì mua GoDaddy. Còn nếu mà có tiền thì nên mua thằng Bluehost hoặc là Haukahost gì đấy. Tôi không nhớ. Tôi dùng nhưng mà tôi không nhớ nó là cái gì. Tôi đang dùng 4 loại hot khác nhau. Dùng cả GoDaddy, dùng cả Haukahost, dùng Bluehost, dùng iPad. Anh còn làm t-shirt affiliate không anh? Anh không làm. Mình nên xây list khách hàng trước hay là tạo quà trước anh? Thì xây list khách hàng và tạo quà, phải tặng quà thì nó mới xây được list khách hàng chứ. Chúng ta tặng quà thì khách hàng nó mới đến chứ. Một ebook có nhất thiết phải có link dẫn đến affiliate không anh? Không nhất thiết. Nếu mà bạn có tự tin thì bạn hãy cho link vào, còn không thì không cần, không nhất thiết. Tạo quà trước rồi bắt đầu tìm người cần quà của bạn. Đúng rồi. Ai lấy video như Clickbank thời điểm đầu đúng không đấy? Thời điểm đầu chả biết cái mẹ gì Clickbank cả. Nhưng mà cứ click bừa ấy. Nhưng mà nó có phương pháp của nó đấy. Tôi học từ Long PT cái phương pháp làm Clickbank này. Clickbank giờ vẫn cho đăng ký nhá, phải có biết cách đăng ký mới đăng ký được. Em sinh năm 2K liệu có thể là affiliate không anh? Em sinh năm 2K không cần biết rằng em sinh năm bao nhiêu. Kể cả một đứa 10 tuổi nó có thể làm được. Và kể cả một người 70 tuổi họ vẫn có thể khởi nghiệp thành công được. Thị trường Clickbank chọn nick khó. Thị trường Clickbank không chọn nick khó nếu biết cách chọn. Không hề khó, nó có cách thức mà sao lại bảo khó. Đấy là không làm đúng công thức thì đấy nó khó chứ. Giờ lên bắt đầu như nào á? Giờ lên học. Các bác cứ mai học cả hot mọi người biết không? Ok. Access chat mỗi ngày. Em đang Clickbank không được, anh hướng dẫn được không? Được. Trên YouTube có hướng dẫn của Long VT, nhưng mà đấy chỉ là hướng dẫn ngắn thôi, còn hướng dẫn kín cơ. Mình có phải web riêng cho mình hả anh? Không nhất thiết phải có web riêng, nhưng nếu mà xây dựng một cái hệ thống lớn rồi thì phải có web riêng.
mai anh có tổ chức live stream nữa không? Anh không biết được, mai nếu mà anh không bận đi đâu thì anh sẽ tổ chức live stream. Anh có biết nhiều SEO web không? Anh không biết một cái gì cả, không biết bất cứ một cái gì về SEO cả, không biết bất cứ một cái gì về SEO cả. Anh chỉ biết là SEO ấy, thì nó làm sao nó phải phù hợp với cả Google, nó phải làm sao tối ưu hóa được trên cái trình tìm kiếm của Google. Đúng nào, còn câu hỏi gì không? Còn câu hỏi gì không? Đúng rồi. Làm affiliate có cần tạo website không anh, hay chỉ tạo ebook rồi dẫn tới affiliate? Thì anh bảo rồi đấy, là có cũng được mà không có cũng được, không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn phải có một cái tệp data này này. Được chưa? Quan trọng nhất là có cái này này. Phải có để một nơi để lưu trữ. Còn mấy cái khác là website thì nó đang nằm ở đây, nó không quan trọng. Nếu mà không dùng cái này có thể dùng cái khác. Nhớ nhá. Có, anh đang có một khóa học về dạy app đây. Khóa học này đã kiếm, đã tạo ra rất nhiều nghìn đô la cho rất nhiều người này. Anh sâu khóa học được không? Được, nếu mà em muốn. Ok, thì bây giờ giới thiệu khóa học nhá. Nếu mà thích thì giới thiệu khóa học, hôm qua giới thiệu rồi, hôm nay lại giới thiệu tiếp. Thì bây giờ xem nào, xem cái đường link khóa học, chả biết nó là không. Không biết bắt đầu từ đâu. Nếu mà bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bạn hãy chat cho tôi nhé, để tôi có thể giải thích cho bạn dễ hơn. Bây giờ là tôi có một cái như thế này, một cái sales page như này. Thì bây giờ các bạn thích thì các bạn vào đây đăng ký, đúng không nào? Cái này thì tôi chưa hoàn thiện đâu, các cái mấy cái này tôi chưa hoàn thiện, nhưng mà các bạn thích thì các bạn cứ vào đăng ký. Đây thì cho các bạn xem qua về những cái thu nhập của tôi rất nhiều. Đây là những cái thu nhập của học viên tôi này, đây là những cái thu nhập mà học viên tôi làm được. Được không? Đó, rất nhiều, còn nhiều nữa. Thì đây là ba mức, các bạn một chọn một trong ba mức, thì thích mức nào thì chọn mức đấy. Thì đây đường link đây, thích thì ok. Em biết về bản chất nó, em đã biết tường tận về bản chất của nó nhưng làm không hiệu quả. Thì nếu em làm không hiệu quả thì chắc chắn em chưa biết bản chất tường tận của nó. Đó thì em có thể là đấy, mọi người có thể vào trong cái đường link đó để đăng ký đi. Anh không giảm giá nhá. Cái khóa này ấy, thì anh nói như này. Khóa này anh sẽ dạy về một site, đó là site cz.com. Site này là một trong ba site lớn nhất thế giới về affiliate. Site cz.com. Đúng nào? Với site cz.com này thì anh mới nghĩ ra cái khóa học này thôi. Thì anh khóa học này thì anh cũng không, anh cũng sẽ không tổ chức lần nào nữa, anh chỉ tổ chức duy nhất một lần thôi. Ok, đúng rồi. Ngày trước ấy là cái thằng nào mà cứ làm cái CG mà GetApon ấy, CG mà liên quan đến GetApon thì anh sẽ block hết tất cả những cái thằng mà chơi CG GetApon, anh block hết. Nhưng đó, bởi vì đó không phải là affiliate, đó
là offer, không phải affiliate, nhưng anh làm affiliate đúng chuẩn, đúng chuẩn theo kiểu Clickbank ấy. Anh có kiếm tiền từ CG, hiện tại anh đang kiếm tiền từ CG, được chưa nào? Đó, ngày trước là gì? Đó là GetPon, đó là gì? Chúng nó chia sẻ link xong rồi mỗi một người đăng ký vào là chúng nó sẽ có tiền. Nhưng mà tôi không làm thế, anh không làm thế. Anh không làm như vậy. Thì đó, thì đây là những cái... Nói chung là không nên làm như vậy. Thì hôm qua, cái buổi hôm qua anh nói rồi, cái cách làm như vậy là cái cách làm không tốt. Nó ảnh hưởng đến Việt Nam, ảnh hưởng toàn bộ đến toàn bộ các cái nền affiliate Việt Nam. Và nó đã khiến anh mất cả tài khoản GetPon luôn hồi đấy. Thì các bạn có thể vào đây các bạn đọc. Thì thực ra là cái nội dung trong này là tôi cũng chưa viết xong đâu. Đây là tôi cứ đây là một trợ lý của tôi viết cho tôi chưa viết xong. Thì tôi sẽ nói cho các bạn như này này. Cái khóa học này ấy, tôi chỉ tổ chức ra, đây là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất tôi tổ chức ra. Bởi vì sao? Đây là một site CG, là một trong những cái site kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn của tôi trong thời gian vừa qua. Và cái site này tôi tin chắc là nếu mà đưa nó ra ngoài mà tất cả mọi người biết thì thị trường nó sẽ sâu xé vào. Và tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn rằng là chỉ có một ít số ít người biết về nó mà thôi. Chính vì vậy mà tôi chỉ tổ chức khóa học này duy nhất một lần. Và đây cũng chính là lần cuối mà tôi tổ chức. Tôi không sẽ không tổ chức lần nào nữa. Và tất cả các khóa học khác sẽ là Clickbank, sẽ là Amazon. Nhưng khóa học CG tôi không tổ chức lần nào nữa. Chính vì vậy mà đây là lần duy nhất mà các bạn có cơ hội để đăng ký nó. Được không nào? Thì ở đây nó có 3 mức như sau. Cái CG này nó mang đến cho bạn một cái nguồn thu nhập rất lớn. Vì tôi biết rằng là các bạn khi mà tham gia vào Internet Marketing các bạn sẽ không có tiền vốn. Đúng không nào? Các bạn sẽ không có tiền vốn để các bạn mua rất nhiều các phần mềm này của tôi. Rất nhiều. Các phần mềm này là không, ban đầu là không thể đủ vốn được để mà chơi được các phần mềm này. Thế thì cái CG này nó kiếm được rất nhiều tiền. Và tôi muốn dùng nó để tôi giúp cho các bạn. Tôi giúp cho các bạn có được một nguồn vốn lớn ban đầu với CG này, với cái site này, thì chỉ sau một tháng thôi, chỉ sau một tháng tôi đã có những học viên, ví dụ như thằng này, thằng Hoàng Anh, thằng này là thằng học viên của tôi, thì nó sinh năm 99, là năm nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì chỉ sau đúng 2 tháng thôi là nó đã kiếm được 600 đô đầu tiên rồi. Sau 2 tháng nhé. Chỉ sau 2 tháng thôi. Đấy, một thằng rất là trẻ, chỉ sau 2 tháng. Năm nhất đại học. Đấy, rất nhiều. Đấy, thì cho nên là vừa lấy bạn nào mà hỏi về tuổi tác thì 2000 gì đấy thì cái thằng này 99. Thì nó chả biết cái gì cả, ban đầu chả biết gì cả. Đấy, nhưng mà nó học của tôi thì nó kiếm được như vậy. Đó. Bởi vì là cái CG này nó sẽ cho chúng ta một cái nguồn vốn rất lớn. Đấy, thì cái việc của các bạn đó là vào và tham gia thôi. Tôi không cần quá nhiều học viên mà tôi chỉ cần những cái người mà thực sự nóng cốt để có thể là chiến cái này. Ok, thì các bạn có câu hỏi gì về cái khóa học này không? Thì cứ hỏi đi. Ờ đúng rồi, anh đưa đường link này đi, em vào đường link này đi.
Em học được khóa 899k. Được, em nếu mà em muốn thì em có thể là học khóa 899k. Ở đây nó có 3 mức nhá. Các bạn điền vào, khi mà các bạn điền vào ấy thì nó có 3 mức này. Thì mức đăng ký là 1, 2, 3, các bạn viết số thôi. Cái phần này các bạn viết số 1, 2 hoặc 3. Thì ở đây nó có 3 mức, mức 1, mức 2, mức 3. Thì bạn mức nào thì bạn viết mức đấy. TP là cái gì nhỉ? Không hiểu. Anh có dạy trực tiếp trên TP. Em có thể nếu mà học khóa 899 thì viết là mức 1. Đấy, học khóa 1999 thì viết mức 2. Trong khóa đấy thì cái lịch trình của chúng ta sẽ học như này. Với khóa này ấy, ngay ngày đầu tiên bọn em học hoàn toàn bọn em có thể kiếm được tiền ngay ngày đầu tiên, thậm chí là rất nhiều tiền. Cái với nó có một sự khác nhau ở đây này, đó là cái khả năng chịu áp lực của bọn em đến đâu thôi. Nếu đủ mạnh thì ngay ngày đầu tiên sẽ kiếm được tiền vài trăm đô là chuyện bình thường. Anh đã có những học viên như vậy rồi. CG thấy rất nhiều sản phẩm mà lại không sell. Rồi thì đương nhiên đúng rồi, không cần thiết phải sell. Anh dùng email marketing. Có hướng dẫn nhưng mà đổi tiếng Anh không? Anh tại đổi tiếng Anh là sao? Không hiểu. Đổi tiếng Anh. Thu phí thì sau khi các bạn đăng ký thì sẽ có một bạn sẽ có một 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 bạn nữ, bạn ấy sẽ gọi cho các bạn để gửi cho các bạn cái tài khoản ngân hàng để các bạn có thể là gửi tiền vào đấy. Hạn đăng ký học đến khi nào anh? Thì tôi chỉ học trong một một vài ngày gần đây thôi. Tức là chủ nhật này chúng ta sẽ học. Và cái khóa học này nhá, tôi sẽ support đến khi nào kiếm được tiền mới thôi nhá. Hãy nhớ nhá, tôi sẽ support cho đến khi nào kiếm được tiền thôi. Tức là các bạn bắt buộc phải kiếm được tiền thôi thì mới được. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh á. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh thì nó liên quan gì? Hạn đăng ký học thì đến 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 mai thôi. Tốt nhất là đăng ký ngay, bởi vì là tôi có thể tôi sẽ không webinar, tôi không webinar thì các bạn sẽ không đăng ký được nữa. Hiện anh đang sống ở đâu? Anh đang ở Hà Nội, ở ngã tư Sở. Nếu mà thích thì đến đây học. Nhưng mà cứ đăng ký đã. Tân đăng ký đi, Vinh Vinh đăng ký đi. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh thì không hiểu. À, hiểu rồi. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh thì tức là cái tôi có cái cách thức của tôi mà. Tôi cách thức của tôi mà tôi không cần biết là nó viết gì. Không cần biết bọn bọn Tây viết gì nhưng mà tôi vẫn hiểu là nên phải làm gì để cho bọn nó hiểu.
Tôi vẫn biết cách để viết website, vẫn biết cách để viết email để cho nó hiểu. Anh dạy trực tuyến hả? Đúng rồi, anh sẽ dạy online. Những ai muốn học trực tiếp thì đến đây. Học qua online, chúng ta sẽ học qua webinar. Thì đây, tôi sẽ có một bộ video cho các bạn. Sau đó là tôi sẽ có những buổi webinar như thế này để tôi có thể là hướng dẫn các bạn và tôi trả lời câu hỏi cho các bạn. Đấy. Làm thị trường trong nước có cần đăng ký PayPal và làm thẻ Visa không? Làm thị trường trong nước chỉ cần đăng ký thẻ Visa thôi, không cần đăng ký PayPal cũng được. Học trực tuyến ở Anh, chúng ta họ sẽ học online. CG là bằng nước ngoài nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bất cứ đâu. Mình muốn hỏi thị trường trong nước thì như nào? Không hiểu. Đấy, thị trường trong nước. Em ở thành phố Hồ Chí Minh thì em cứ học thôi, chả sao cả. Thì đến cuối năm anh sẽ đến đầu năm sau anh sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà em muốn gặp, nhưng mà năm đầu năm sau thì nó lại không còn khóa học này nữa. Cho nên tốt nhất là em cứ học online đi. Em cứ đăng ký cái này và học online đi, không vấn đề cả. Và anh sẽ support cho bọn em là 24/24, bất kể lúc nào. Sẽ có những cái người mà họ đi trước, họ đã kiếm được tiền rồi và họ sẽ support cho. Join nhóm được không? Đương nhiên là được. Đăng ký là sẽ được join nhóm. Lazada, Tiki, Unica thì như nào? Mấy cái đấy Lazada, Tiki thì không cần, đừng làm. Nếu chưa giỏi thì đừng làm, không làm được đâu. Unica thì đơn giản. Unica, muốn làm Unica thì đăng ký. Tôi sẽ chỉ cho Unica. Unica tôi cho các bạn miễn phí luôn, chứ tôi không dạy các bạn học phí làm gì cả. Unica là cái quá dễ, cho miễn phí luôn. Xem video apply trước, sau đó học với webinar. Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ xem video apply và chúng ta sẽ thực hành. Tôi sẽ cùng các bạn thực hành hàng ngày, cứ đúng theo lịch trình tôi bảo cái gì các bạn làm cái đấy. Có chết nhầm rồi. Không không phải, không phải, không phải. Đây đây đây. Đăng ký với đường link nhá. Cái trên là ấy đấy. Cái trên là lỡ lỡ tay. Không liên quan. Unica trong nước, thị trường này có ngon không át? Bây giờ đang rất ngon. Có làm thì làm đi. Thì bảo rồi, bây giờ các ông là cứ đăng ký khóa này đi. Tôi sẽ cho các ông miễn phí Unica. Unica có gì đâu mà chả có cái gì cả. Nguyễn Quốc Dũng nhá, em đăng ký xong rồi em phải cần phải xác minh cho anh. Đăng ký xong rồi xác minh cho anh nhá. Em chưa xác minh rồi. Với mức 2, mức 3 khác nhau nhiều không? Mức 2, mức 3 thì đấy, thì nó ở trên này. Mức 3 thì sẽ được thêm một bộ tài liệu tham khảo nữa. Nó khác nhau đương nhiên là nhiều rồi, giá trị nó phải khác nhau ấy. Mình đã đăng ký SEED và chuyển khoản chuyện này rồi, ok. Mong được join cùng lớp các bạn. Ok, cảm ơn bạn. Ok, ok, rất tốt. Okay, nếu mà các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ hỏi nhá. Tôi sẽ giải đáp tất cả câu hỏi các bạn mong muốn. Ngày mai thì tôi có khả năng là tôi sẽ tổ chức một khóa
khóa ngày mai thì tôi sẽ dạy cho các bạn cách để một vài xem nào, ngày mai chưa biết có chủ đề gì. Anh ơi, mỗi mức mình học với những thời gian khác nhau, tất cả ba mức này học đều thời gian giống nhau, nhưng cái mức 2 và mức 3 tôi sẽ support cho các bạn đến khi có tiền thì thôi, đúng không nào? Còn mức 1 thì tôi chỉ dạy đến đây thôi, nhưng mà mức 2 thì tôi sẽ support, tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn đến khi nào mà các bạn ra tiền mới thôi. À, các bạn nên nhớ nhá, đây không phải khóa học mà tôi kiếm tiền. Hãy nhớ, đây không phải khóa học mà tôi kiếm tiền. Nếu mà tôi kiếm tiền từ các bạn thì tôi sẽ dạy các khóa học về Clickbank 5 triệu, 10 triệu, khóa học về Facebook 10 triệu, khóa học về Amazon 10 triệu, chứ tôi không dạy cái khóa CG này. CG này tôi nói rằng là tôi chỉ dạy để cho các bạn có tiền vốn để các bạn có thể là làm các cái khác thôi, đúng không nào? Và tôi chỉ lấy duy nhất một lần này, tôi không tổ chức lần nào nữa, cho nên tôi chỉ gọi là cái này như cho. Thì cái giá là giá tượng trưng thì lọc ra những cái người mà thực sự sẵn sàng. Còn nếu mà bây giờ cho miễn phí thì thằng nào cũng sẽ đăng ký, đúng không nào? Nhưng mà đây là giá tượng trưng, giá là đủ để gọi là ăn sáng mỗi tháng thế thôi. Trong phần đăng ký CG có phần này, website information là có phải web hả anh? À, nếu mà trong cái phần website information bạn có thể copy cái đường link Facebook của bạn, copy đường link này dán vào đấy cũng chính là website rồi. Ok, có câu hỏi gì không nào? Không có thì chúng ta nghỉ. Nếu mà em thích thì em ra đây kiếm anh cũng được. Nhưng mà cứ cứ học online đi, học online đi, kiểu gì chả tổ chức khóa học trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong tầm khoảng tháng 3, tháng 4 thì tôi sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi tổ chức một sự kiện khoảng 600 người. Thì nếu mà thích thì đến. Khoảng tháng 4, đúng rồi, tháng 4 tôi sẽ tổ chức một khóa như vậy.